Quay lại cho các bạn xem lại một lượt nữa cái ngôi nhà mà anh em mình ở đây 9 tháng 10 ngày. Hai tầng, 5 phòng. 8 anh em. Bây giờ đã nói lời tạm biệt cũng bay. Chào anh em. Anh em mình đang gần có chuyện dịch chuyển nhà đây sang nhà buổi anh em ạ. Anh phải quảng cáo dịch vụ chuyển nhà chọn gói. Đây. Thế hôm nay là ngày hôm qua là ngày cuối cùng ở đây rồi nhỉ. Tối qua anh em nào về đây nào không nhỉ? Đây là hôm qua là ngày cuối cùng của anh em ở đây này sau 9 tháng 10 ngày rồi. Đúng ngày ra đời à? Đúng 9 tháng 10 ngày anh em chào tạm biệt ngôi nhà này. Đây là đồ đạc anh em đã chuẩn bị ra đây một chút rồi, một ít rồi, thế còn cái tủ lạnh với vài thứ nữa. Là nồi cơm hay con nồi cơm 8 7 người hôm nào có thêm sang bên nhà mới sẽ có 10 phòng, 10 người các bạn. Hôm nào có 3 sang cuối năm có 3 người sang nữa. Hoạt động xe đạp kia, gọi mà cái túi hộp kia là cái đồ ăn mà đã gửi tủ lạnh đưa ra để cho tủ lạnh. Còn đây là các cái móc quần áo rồi quạt rồi đó với xong các thứ. Đây là anh chủ tịch tủ anh đang còn dọn là mấy cái thùng rác các bạn. Cả hòm thư đi, nó nhắc hòm thư đi này. Ngột ngang thành một đống chiến trường rồi. Đây là ngột ngang nè. Này là dùng được. Cái gì cũng dùng được, cái bỏ đấy để tỉ cho anh với anh với ai nhà để soạn lên, anh với phụ với ai nhá, anh với phụ vi. Tủ sơn. Tủ sơn à? Rác à? Ờ. Bộ phận dịch vụ. Còn bộ phận trì huyệt thì đi trước rồi, có phụ Minh với Đức với lại rồi, Quỷ rồi. Cho nó mới chuyển xe hộ thôi chứ còn mấy cái này mình để sau. Rồi quay lại tầng 2 một lần cuối cùng cho anh em. Đây anh em đã dọn xong trên này rồi. Hơi tối một chút vì ngược sáng các bạn thông cảm. Đây, anh em đã dọn hết trong cái đồ lên tầng 2 rồi. Đây là một phòng đầu tiên. Sang phòng thứ 2, phòng là phòng của anh Đức, chủ tịch. Đấy, anh cũng đã dọn sạch trơn, không còn tiếng gì luôn. Đây là phòng cuối cùng, phòng này là trước mình ở đây. Anh em cũng đã dọn hết sạch. Để hôm nay sẽ bàn giao lại cái cơ sở vật chất. Đây rác mà. Đây là cái xe tải để đựng đồ anh em ạ. Đây là một xe nữa, một bác nữa chở đến để đựng cái đồ dùng để đưa sang bên nhà mới. Còn xe này thì để đựng rác rưởi thôi. Con này quăng nhỉ? Quăng lên đây thôi, dùng gì đâu. Quay lại cho các bạn xem lại một lượt nữa cái ngôi nhà mà anh em mình ở đây 9 tháng 10 ngày. Hai tầng, 5 phòng, 8 anh em. Bây giờ đã nói lời tạm biệt cũng bay. Đây là cất đồ lên xe của anh em. Hết đi. Hết đi anh. Hết đi thì còn cho thùng ra hết. Thì đó mà dọn nhà xong mà anh em ta lại toàn mà được cục tiền về hoặc là cái gì thì mim lại nha bộ anh em. Chào nhau mình chia nhá.
Thế là có Tú với Sơn về cũng ở lại cái gì mà dọn đồ cùng anh mà phát hiện ra cục bao bao đồng xu nào gì im lại nhá. Đây là cái đấy của anh. Công ty huy động hai xe để chở đồ. Rồi bác hết già rồi nhưng mà cái đấy không dùng nữa Sơn. Cái đấy không dùng à? Cái thùng hay? Làm lơ hay? Thôi. Bây giờ là chuyến xe đầu tiên đã đi rồi. Bây giờ anh em sẽ tiếp tục cái khâu dọn dẹp các bạn. Lấy các bạn ạ. Đây cái quan trọng nhất và nặng nhất hôm nay. Mình như thế này lau nhà nên được bên này quay được. Rồi, anh em quyết định hạ huyệt để cho lên cái cẩu chứ anh em không thể bê được. Nó rất là nặng và nó còn cồng kềnh. Lên cái giá để tí cổng lên. Bác sẽ điều khiển cái cẩu xuống để cẩu lên. Các bác tuy già rồi nhưng mà rất là chu đáo và rất là nhiệt tình các bạn. Đây rồi, bây giờ là công đoạn chở cái máy giặt ra cái tủ lạnh lên, hai cái nặng nhất và quan trọng nhất trong lần này. Ba người hộ tống, một người cẩu. Lên. Đồ đạc đã được chằng dây lại và lên đường chuyến thứ hai. Còn có tủ lạnh, một số tủ
chú. Vứt đi, vứt đi, chả rác nhiều thế. Vứt hết xe đạp cái đi. Đây có động xe đạp kia, cho lên xe luôn. Đây là đến khu nhà mới rồi các bạn ơi. Đây là đến khu nhà mới rồi. Em mời các bạn nhìn thấy nhà mới rất đẹp không? Đấy. Chiều mình sẽ quay chi tiết bên trong cho. Rồi thì quay bên ngoài sơ về cái chuyển đồ hôm nay đã. Đây trước có một cái mương nước có mấy con ốc ở dưới. Đây, nhà mới xây xong, vừa mới hoàn thành xong luôn, 10 phòng, 10 cái điều hòa luôn. À, phòng nó thì hơi bé chút. Chiều mình sẽ quay. Đây là xung quanh là cái chỗ bãi để xe đạp này. Còn ngoài có thứ là đầu kia là một bãi rộng như thế này mà sẽ để ô tô. Tiến về phía trước một bước nhá, chú ý phía sau. Tiến 3 bước bên trái. Đấy nó phải câu được hết công, nhanh hết công như ta, làm như ta khi nào cho hết công, hết công. Đưa xe tải đi đón công nhân về. Anh em đã đưa một số đồ vào trong nhà rồi. Đây là nhà bếp nơi để tủ lạnh. Đây một cái tủ lạnh mới. Nhà bếp mới. Đây. Đang đến ở công ty đồ đạc công ty phân loại rồi các bạn. Mấy bạn biết cái chăn chiếu cho vào đây. Còn bên này là rác rưởi giấy tờ thì phân loại hết vào đây, ni lông. Còn cái cho chảo thì vứt vào chỗ thùng sắt. À rồi ok, giờ đi đi anh rồi đi. Bắt đũa. À có đấy bắt đồ đây. Chào ăn. Chào ăn nè. Ừ. Mình sẽ đi quăng động này ra thùng rác các bạn. Đây là cái cảnh sau khi mà mình chuyển đồ xong các bạn. Dọn dẹp hết sạch sẽ trong nhà. Lau dọn hết rồi hút bụi hết trả lại nguyên trạng như lúc mình thuê. Còn cái gì sau người ta đi nghiệm thu còn có gì mà bẩn hơn hay là hỏng hóc thì người ta sẽ tính vào tiền phạt tiền đêm. Đấy, dọn hết nhà lau hết sạch sẽ rồi. Các chủ tịch đang còn dọn lại giấy tờ. Mà có mấy cái vòng tràng hạt của các vị đi theo xếp bảo là đồ linh thiêng, cấm vứt đồ của anh ta nhận. Vòng tràng hạt chéo cổ. Phường hay hạt có đặt ma cà sa. Đấy, đặt đai lật ma cái thứ này. Xếp bảo mẹ vứt thế bắt nó về luôn. Đó, thôi tạm thời chấm dứt video tại đây các bạn để cho anh em dọn dẹp đồ đã. Đây có dàn để giày dép đẹp quá nhở. Để giày giày dép ở trên xe còn mấy đôi anh để xe thì ông sang mà lấy nhở. Em phải mất 2 tiếng rồi ạ. Cứ đi ra tay rửa. Dạ. Không ăn rưỡi. Thôi chào các bạn, mình xin kết thúc video tại đây. Chiều mình sẽ quay về review nhà mới cho các bạn xem sao. Cảm ơn các bạn.